Gấu nâu là một trong những loài gấu lớn nhất và phổ biến nhất trên thế giới, nổi tiếng với bản tính mạnh mẽ và khả năng sinh tồn tuyệt vời. Dưới đây là 4 kiến thức thú vị về gấu nâu. 1. Gấu nâu có sức mạnh phi thường, cho phép chúng lật đổ những tảng đá lớn hoặc đập vỡ xương của con mồi chỉ với một cú đấm. Sức mạnh này không chỉ giúp chúng trong việc săn mồi mà còn trong việc tự vệ trước những mối đe dọa. 2. Tốc độ chạy nhanh, mặc dù có vẻ nặng nề, gấu nâu có thể đạt tốc độ lên đến 48 km/h trong thời gian ngắn. Khả năng bứt tốc nhanh chóng này giúp chúng bắt kịp con mồi hoặc thoát khỏi kẻ thù. 3. Mặc dù được xem là động vật ăn thịt, gấu nâu thực tế có chế độ ăn uống omnivore, nghĩa là chúng ăn cả thực vật và động vật. Chế độ ăn của chúng bao gồm cá hồi, động vật nhỏ, quả mọng, hạt và thậm chí là côn trùng. 4. Gấu nâu sống khá lâu trong tự nhiên, với tuổi thọ trung bình khoảng 20-30 năm. Tuy nhiên, trong môi trường được bảo vệ, chúng có thể sống lên đến 50 năm.